Thì mình muốn chia sẻ với các bạn này là hiện nay các bạn biết là mình cũng là một trong những người hay vào trong cái group luhậu.vn để hóng gọi là hóng biến. Thì mình có cảm nhận như thế này. Có cái vấn đề là tại sao đến bây giờ sau khi Thủy Tiên tuyên bố là đóng tài khoản đó thì vẫn rất nhiều người ta gửi tiền vào trong đó được. Thì mình cũng phải chia sẻ như này. Tức là Thủy Tiên dừng tiếp nhận sự ủng hộ đối với bà con miền Trung, làm hết thì thôi. Thế cho nên những ai đấy mà vẫn cứ tiếp tục gửi tiền vào thì cái tài khoản đó người ta vẫn tiếp nhận được, cũng giống như Lưu Ly chẳng hạn. Khi được 50 triệu, Lưu Ly bảo thôi Lưu Ly xin dừng tại đây, không tiếp nhận nữa, nhưng mà anh chị em vẫn đóng góp thêm thì tài khoản vẫn tiếp nhận được một cách bình thường. Đóng tài khoản thì anh không không tiếp nhận tiền người ta thì cũng không rút được ra, đúng không? Không tiếp nhận thì cũng không rút được ra, tức là phải hủy hoàn toàn cái tài khoản đó. Thì đó là cái để mình chia sẻ với các bạn là như vậy. Tức là người ta nói là đóng tài khoản thì ý người ta nói có nghĩa là gì, là dừng tiếp nhận cái sự ủng hộ. Cho nên là một số những cái tài khoản người ta vẫn bắn tiền được vào, vẫn chuyển tiền chuyển khoản được vào đó. Thì cái câu chuyện chuyển khoản vào thì anh chuyển khoản vào rồi thì cái câu chuyện người ta có chuyển lại hay không đấy, nó là rất nhiều vấn đề kèm theo nữa. Ví dụ như anh có yêu cầu người ta chuyển lại hay không, anh có hoặc là người ta có biết được là anh chuyển vào nhưng anh muốn chuyển ra hay không, thì cái đấy đấy nó lại là một cái câu chuyện phía sau. Thì dạo gần đây mình thấy group Lũ Hậu cảm thấy nói về cái vấn đề này hơi nhiều, và cái gì quá thì cũng không tốt, cái gì quá thì cũng không tốt. Tôi cảm nhận được là khi mà chúng ta có những cái phản bác đối với việc làm Thủy Tiên thì và tôi cũng cảm nhận được là Thủy Tiên dạo gần đây cũng đã biết được những cái khiếm khuyết của mình để sửa chữa hoặc là để tránh đi. Theo mình thấy, cảm nhận thấy là dạo gần đây khi mà các bạn coi như là đánh phá vào nó hơi nhiều chẳng hạn, thì mình thấy nó cũng hơi quá đáng. Có thể là không nhận sai nhưng người ta vẫn cứ sửa sai thì đó cũng là tốt rồi. Còn cái câu chuyện nhận sai hay không nhận sai thì thực tế nó cũng không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng ở đây là người ta sửa rồi, không sai đâu sửa, đúng không? Đó, thế còn thực tế rất nhiều cái quan điểm gì sao kê, ví dụ như kêu gọi phải sao kê tài khoản, sao kê các cái tài chính ra thì đó là quyền của các bạn. Thế nhưng mà người ta không sao kê thì đó là quyền của người ta, không ai bắt được, pháp luật không 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 bắt buộc thì người ta cũng không cần phải làm như vậy. Đến giờ phút này theo mình nghĩ cái câu chuyện mà các bạn mà cứ liên tiếp có những bài viết phân tích tình hình này phân tích tình hình kia từ phía Thủy Tiên chẳng hạn, thì theo tôi nghĩ thì nó là đi hơi quá về vấn đề. Tôi thấy là các bạn đi hơi quá về vấn đề. Mặc dù các bạn có thể là ở ok, là văn minh, là lịch sự, là yêu nước, thế nhưng mà nếu như các bạn cứ để quá chẳng hạn thì chính các bạn cũng đang lợi dụng vào cái được gọi là lịch sự, văn minh và yêu nước đó để che lấp cho những cái gọi là cái cảm tính của bản thân mình. Chỉ đơn giản mình ghét chẳng hạn thì mình cứ đánh phá, phân tích đúng không sai, nhưng mà vấn đề nằm chỗ có một cái câu chuyện mình không cần phải phân tích quá nhiều. Phân tích một bài viết người ta đã đủ hiểu rồi, chứ không thể làm mà mình phân tích ngày này cũng như vậy, ngày khác cũng như vậy, và cũng chỉ một cái vấn đề như vậy không, thì nó là cái gì, nó là các bạn đã rơi vào cái được gọi là gì, là mình đánh phá người ta, chứ không phải là mình đánh phá những cái tiêu cực của người ta. Đằng này mà các bạn cứ đi chửi hoặc là đi có những bài viết phân tích rồi xoáy sâu vào vấn đề đó thì tôi thấy là không 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 hẳn là các bạn đúng. Dần dần là các bạn lại tự đi vào cái con đường là sai. Dù gì thì dù cũng cũng chỉ là lấp sau cái được gọi là văn minh, lịch sự và yêu nước. Nhưng mà cái điều đó thì cũng không thể nào mà che đi những cái cảm tính của mình được, đúng không ạ? Thì tôi chỉ khuyên với các bạn như thế, tất cả mọi việc nó đều có một cái giới hạn, tất cả mọi việc nó lên có một cái mức độ và đánh giá được cái hiệu quả, cái mục đích của mình chính là cái gì. Khi mà các bạn có cái vấn đề là nó đi quá cái giới hạn chẳng hạn thì mình cũng nên xem xét lại, chứ cũng không hẳn là mình cứ hàng ngày công kích để gây sự ức chế đối với một cá nhân nào khác. Như vậy thì nói thật nó cũng hơi tội nghiệp cho người ta. Viết nhiều quá thì nó là tào lao, nếu như mà mình vừa đủ. Cho nên tại sao khi tôi cũng có những bài phản biện, tôi cũng có một bài viết và tôi vẫn để nguyên ở trên 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 kênh của mình,
Thế nhưng mà đến bây giờ tôi gần như không viết thêm một cái gì nữa. Bởi vì những cái gì mình cần nói mình đã nói rồi, những cái gì cần đưa ra ý kiến mình cũng đã đưa ý kiến rồi. Thì tại sao mình cứ phải liên tục ngày nào cũng tìm những chi tiết đó để đánh? Chỉ có một vấn đề là tại sao đóng tài khoản rồi mà vẫn chuyển khoản được vào, mà các bạn cố tình không chịu hiểu. Đúng không ạ? Tại sao các bạn cũng cố tình không chịu hiểu cái câu đó và cứ chụp cho cái câu là đóng tài khoản? Không ai đóng tài khoản cả, mà chỉ đơn giản là gì, người ta dừng tiếp nhận thôi. Dừng tiếp nhận vẫn có thể chuyển được vào. Chuyển được vào thì nếu như có yêu cầu chuyển lại thì các bạn cứ nhắn tin thẳng vào trang của Thủy Tiên. Trừ khi Thủy Tiên nói rằng là anh chuyển vào rồi thì anh không lấy được ra đâu, thì lúc bây giờ các anh có ý kiến, ok. Nhưng mà nếu như mà người ta không có ý kiến gì chẳng hạn, nếu như có yêu cầu chuyển khoản người ta chuyển lại cho Mạnh Thường Quân chẳng hạn, thì cái đó người ta vẫn đang làm được, làm tốt. Còn lý do là một cái trang lớn như vậy, hàng 7-8 triệu người theo dõi hoặc đăng ký như vậy, thì khi các bạn nhắn tin vào chẳng hạn, nó có thể là người ta cũng không thể đọc hết tin nhắn của các bạn được, đúng không ạ? Thì hy vọng là các bạn lên suy xét lại những cái hành động để mình có cái đường hướng cho nó hợp lý, thế thôi. Còn ở đây thì hy vọng là một số bạn vào không nên chửi nhau. Tôi nói thật với các bạn, chúng ta đều là những người yêu nước. Nhưng chỉ vì một vấn đề Thủy Tiên, một vấn đề về cái chuyện từ thiện, mà dẫn đến chính những người yêu nước lại đang bị mất đoàn kết, đang bị chia rẽ. Thì như vậy đấy, thì cái việc làm của chúng ta vô hình vì một lý do tốt, nhưng mà tác hại thì lại vô cùng nghiêm trọng. Cũng là những người yêu nước thôi, người thì ủng hộ Thủy Tiên, người thì anti Thủy Tiên, thế tự nhiên anh chị em cãi nhau, chửi nhau để làm gì? Rồi những cái thế lực phản động nó sẽ dựa vào đó để mà chống phá, kích động, chia rẽ chúng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vừa mới phát biểu trong cái ngày gọi là đại đoàn kết dân tộc. Nói là gì? Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta trên dưới một lòng, Đảng, nhân dân và nhân dân với nhân dân đoàn kết với nhau, chúng ta không ngán ngại bất cứ một nước nào. Nhưng ngay một cái câu chuyện, một cái vấn đề cực nhỏ thôi mà chúng ta chia rẽ với nhau, thì đó là một trong những cái rất đáng buồn. Còn câu chuyện khi các bạn nhắn tin cho Thủy Tiên mà đòi hỏi gì đó mà bị ăn block ngay, câu chuyện đó rất là bình thường. Bởi người ta không thích thì người ta block thế thôi. Người ta cũng có quan điểm người ta chứ. Lý do gì người ta phải để ý đến cái, hoặc là phải trả lời một cách lý luận đối với các bạn? Có phải là các bạn đang đòi hỏi một cách quá đáng không? Bạn nhắn tin đến tôi đọc thấy, nhưng mà tôi không muốn tranh luận với bạn. Tôi muốn làm theo ý của tôi. Mà bạn cứ lý luận hoài, đau đầu như óc, block ra. Thì đó cũng là một câu chuyện rất bình thường. Nên cái đó mà vì cái block đó mà các bạn tự nhiên trở lên là phải đánh cho bằng được, thì tôi nghĩ cái đó là các bạn đang quá cực đoan. Các bạn, đấy là tôi chia sẻ các bạn thôi, còn các bạn muốn làm cái gì đấy là quyền của các bạn. Thế nhưng khi các bạn đi quá rồi thì các bạn chịu cái tác dụng ngược trở lại, thì đến lúc bấy giờ đấy là cái hậu quả của các bạn gánh thôi, đúng không ạ? Đấy là cái hậu quả các bạn sẽ phải gánh. Tôi chỉ chia sẻ, tôi đã nói trước cái vấn đề như vậy. Nếu như các bạn cứ tiếp tục làm, ok các bạn cứ này, tôi không có ý kiến. Thế nhưng khi mà làm như vậy xong, nó tạo ra những hậu quả nó còn nặng nề hơn, thì lúc bấy giờ thì các bạn tự gánh thôi. Tôi cũng là một người có trách nhiệm ở trên mạng đối với lại các bạn, với những người mà nghe tôi nói, thì tôi cũng đưa ra quan điểm của cá nhân tôi. Còn ai cảm thấy ok, quan điểm này hợp lý, thì các bạn sẽ gọi là có sự tiếp nhận. Còn nếu các bạn bảo không hợp lý, các bạn cứ tiếp tục làm những gì các bạn làm thôi, đúng không ạ? Tôi hy vọng rằng là các bạn cũng không nên chia rẽ với nhau về quá nhiều về cái vấn đề này. Đấy, các bạn có thể là rất nhiều bạn ở đây cũng là yêu nước với nhau thôi, nhưng vì vấn đề này mà quay ra chửi nhau. Đừng nói ngáo ở đây. Có nhiều cái tôi cảm thấy, đấy các bạn thấy đấy, tôi không biết là bạn Huân Thanh Huân này, bạn có phải là người ở bên Lũ Hậu .vn hay không, hay người anti fan Thủy Tiên hay không? Nhưng đấy, các bạn sử dụng những ngôn từ như vậy, thì tôi hỏi với các bạn có tư cách gì mà dạy người ta? Nếu như mà tôi sẵn sàng, tôi có thể chửi cho bạn không dám còm một câu nào nữa ở đây. Thế nhưng mà để làm điều gì, được cái gì ở đó, đúng không?
dù kể cả là các bạn có đóng góp hay không đóng góp cho Thủy Tiên, thì cái câu chuyện sao kê hay không sao kê, Thủy Tiên được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Còn kêu gọi sao kê là quyền của các bạn, các bạn cũng được làm những cái gì mà pháp luật không cấm, đúng không? Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ các bạn. Làm cái gì thôi, mình cũng lên, tôi cũng đã từng ở trên mạng, tôi cũng biết được là có những người đầu tiên người ta chỉ vì nó là gì, nó là những cái việc làm đó, người ta chỉ muốn đấu tranh với những việc làm đó, thế nhưng sau đó bị kích động, tự nhiên chúng ta trở thành cảm tính là ghét nó thì phải dìm nó bằng chết. Như vậy thì các bạn có còn là văn minh nữa không? Mặc dù các bạn vẫn giữ cái sự gọi là lịch sự đó, nhưng lịch sự gì khi mà người ta đã không đã sửa được những cái khuyết điểm rồi, người ta cũng không đả động gì nhiều rồi, thì các bạn liên tục một ngày có khoảng vài trăm bài viết chỉ một cái vấn đề đó thôi, thì có còn là lịch sự nữa không? Mà tạo ra một cái cộng đồng mạng cùng là yêu nước với nhau, chia rẽ mất đoàn kết với nhau, thì chúng ta còn có được gọi là yêu nước nữa không?